tắt đúng không? Rồi. Đó. Anh em bắt đầu đi bắt phi công các bạn. Bắt đầu đi bắt phi công nhé. Đấy, quả phi công tại Tràng Bom Đồng Nai luôn. Anh em đang cầm là bắt phi công các bạn. Phi công sinh năm 1986, còn là cô là sinh năm 68 các bạn. Phi công này ăn rất nhiều tiền của hàng mấy tỷ đồng của cô. Đến giờ phút này còn đánh đập cô, dã man luôn. Anh em đang căn để căn phi công này về tóm cổ luôn. Đó. Con chào cô nhé. Thì hôm nay anh em tiếp tục xuống đây là để tìm hiểu cái câu chuyện mà theo lời chia sẻ của cô là cô về báo tin cầu cứu anh em đội hiệp sĩ Bình Dương á. Là cô bị một gọi là phi công đi, đúng không? Phi công sinh năm 86 gọi là nó lừa cô. Lừa tình và lừa tiền. Thì hôm nay anh em xuống tận cái căn phòng cô hiện nay là cô buôn bán là thấy cũng rất nhiều hàng hóa đúng không? Nhiều để lắm, anh em hiện nay nhiều lắm. Để anh em này xác minh, em nói đúng cụ thể là thế nào. Còn một phần một thôi. Bây giờ còn bây giờ là hàng lấy hóa hết là. Trơn rồi. Lấy hết rồi ai lấy cô? Nó bán nhiều tiền lấy hết trơn, bán nhiều đứng nó bán mà tiền bạc nhiều lấy rồi tiền bạc cô bán vàng cô đưa đó còn đi lấy hàng bán đưa lấy hàng. Cô nhà cô chỉ nhà. Bây giờ cô đó đau đâu có đi được nằm tại chỗ, đó đau tưởng như chết. Rồi cô mới gái nó mới mua cho hai hộp thuốc uống giờ đi được. Chứ cô không có làm, hồi xưa cô may quá. Vậy là phi công này là nó sống tại căn nhà cô mấy năm? Gần 4 năm. Gần 4 năm? Ừ. Vậy là trước khi mà bắt đầu về nhà cô là nó bắt đầu nó dãy, nó ôm chân của cô ở đâu? Đứng cổng cửa nào? Đây, cái cửa này. Đứng cửa đằng này. Nó dãy đây nè, dãy bạch. Dãy bạch. 2 tháng. Dãy 2 tháng gì? 2 tháng trời nó ngên cái bằng phòng trọ nãy không nói chứ. Để làm gì đây? Ở đây có xin ở. Chị nữa cho người ta biết luôn. Để xin ở với cô. Xin vô ở, nếu xin... mà anh mà không thương em thì bỏ em nữa chừng bỏ gớt em. Hứa danh dự anh làm tâu làm mồi em, anh ở với em sao anh làm tâu làm mồi đấy. Anh không bao giờ anh phản phúc em ngày phút giây nào. Một người phi công mà là ít hơn cô bao nhiêu tuổi? Ít cô 20 tuổi, 68, 86. Cô là 58. Cô là 68, một thân. Còn thanh niên kia là tuổi thìn, tuổi dần. 86. Ít hơn 20 tuổi. Ít hơn trên 20 tuổi. Vậy là thanh niên này mới đầu vô cô đâu có chịu đâu. Cô không có chịu. Cô nói cô thôi hay dứt khoát không ở với mày. Mày con người mày tao sống ở đâu không biết, không có giấy tờ, không có gì lộn đứng chân á. Không có gì, không có vòng bạc nữa chứ khi bước vô nhà cô không có cái gì chứ. Mới về mới đầu vô là nó qua vô là cô vô cho đó là 10 triệu nó đóng tiền nhà tiền phòng ở đây. Nghe nó bao cái tháng tiền phòng vậy đó. Rồi cái cô đưa cho nó 10 triệu đi mua chiếc xe. Rồi Tết cô đưa tới 5 triệu sống quần áo. Rồi Tết cô đưa cho nó 5 triệu bỏ trong túi nữa. Rồi tới ngày qua Tết là nó ngày 1 tháng 1 đó. Ngày 9 tháng 1 là nó vô nhà của cô ở. Vô nhà cô ở là cô bán 2 cây vàng, cô mua cho nó 100 bộ đồ, 6 đôi dép nha. Rồi cô mua điện thoại, iPhone, rồi chết. Cô mua cục sạc, rồi đầy đủ hết đó cho nó. Rồi thành thử ra cô tin tưởng, rồi cái vô nó nào ngay cũng một năm trời, ổng nấu cơm, ổng chưng nước, rồi cô đi cũng kè, rồi cũng tội nghiệp, cũng cảm ơn cái đó. Nhưng sau này cô tới lấy lòng tin, cô tin. Rồi nó biểu em ơi, thôi giờ em coi vàng bán. Mới đầu là gọi cô bằng cái gì? Bằng em, mới đầu nó kêu chị. Đầu tiên chị. Ừ. Đúng ra là phải gọi má, chứ chị gì chị. Rồi cái bắt đầu nó nói không, mày nghĩ sao mày kêu tao chị mày, thương mày. Tranh nhau 17, 18 tuổi đâu lên là gọi má rồi. Cho mày biết trước nha, cái gì cái bắt đầu là nó vô, nó ở cái mình thấy nó mua, nó bán đồ, nó làm thức khuya dậy sớm rồi mình cũng tin tưởng nó quá đi. Thành thử tôi mới bán vàng ngày nào cũng đưa nó 10 triệu, 5 triệu, 7 triệu, khi mười mấy triệu đi lấy hàng ngày nào cũng điều chi gì hết. Tới khi mà nó ba ngày thì đưa nó 20 mấy triệu nó lấy hạn chiến đó. Mừng hàng ngày là đều đưa 10 triệu, mười mấy triệu, 7-8 triệu, 5-6 triệu gì chiên ngày nào cũng vậy hết. Là nó gom lấy hàng bán giết rồi không còn bán giết, không còn cây nước, không còn gì trong nhà mà đấy gọi là mình má tập quá hết. Mới lấy hạn này là 3 ngày cô queo chừng nó đứng nó bán tiền bỏ. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. 6 cây vàng là một này. Và 2 tỷ 4 là 100.000 đô. 100.000 đô hơn như cũng biết chứ. 2 tỷ 4 nha, rồi thêm 100 đô có ông xe đô ông đi bán. 100 đô thì ít rồi, mình không tính rồi, 100 đô mình không tính. Mình tính mà như là mình bữa đó mình có 100 đô vô vậy đó. 2 tỷ 4 rồi thêm 100 đô vậy đó. Là tổng là hết là bao nhiêu? Cái tổng thì cô không biết cái số. 38 cây vàng thì cũng gần hơn 36 cây vàng. 36 cây vàng, nhưng mà vàng gì, vàng mấy? Vàng 24 hay vàng 18? Vàng 24 là. Những số vàng đó là cô trước khi mua ở đâu? Dạ, là cô mua xưa lắm rồi. Nhưng mà cô mua là mua ở đâu? Mua tìm lâm tiệm Ngọc Thanh, tìm hàng tìm lâm tiệm nào cũng mua hết. Nhưng mà bây giờ có tiệm vàng nào đứng làm chứng là trước đây cô có từng mua vàng không?
Dạ thì cô ra một tiệm nó cô mua có thôi, không cô mua tùm lum hết trơn. Là có nghĩa là những cái tiệm vàng cô mua lần 5 chỉ 3 chỉ tiệm kiểu gì cũng cho con nhưng... như thì cô mua nhiều. Nhưng mà những cô cái tiệm vàng đấy là ngày xưa là người ta là cô có ra mua quá, bây giờ người ta quen. Người ta nhớ mặt cô đúng không? Còn giấy bác sĩ cô mua đầy luôn. À. Đó. Vậy là cô bị nó lừa trong cái căn nhà này, hiện nay là cái số tiền là theo cô chia sẻ là hiện nay là mấy tỷ đúng không? Mấy tỷ bạc. Mấy tỷ. Rồi cái tiền mà người bán đồ áo thiếu chịu người ta gửi vô kêu bằng 700-800 triệu nữa. Cô cho con hỏi này. Rồi mới đầu cô cho con hỏi thế này, cô tên gì ta? Cô tên gì ta? Cô tên Cao Thị Ngọc Hoàng. Cô Hoàng ha, cô Hoàng cho con hỏi. Thế ngay ngày đầu mà người ta bước tới nhà mình mà xin năn nỉ là gọi chị em, trong rồi xin lại gọi ngược lại là anh em ấy. Thì sao cô thấy làm sao mà cô lại chấp nhận một cách? Cô suy nghĩ kỹ càng bởi vì nó hay ra tháng trời cô mới không thèm đó. Mà nó nằm giả, nó khóc lóc thì nhìn con nhìn vô cái bộ mặt nó mình thấy nó đã sầu đã cảm nó hiền hổ phúc đức nhưng mà nó gạt, nó đã biết cái môn hết trơn mình gạt, là nó biết là cái đó nó gạt mình, là nó không có lấy tiền lấy vàng của mình như tiền đô nó không có lấy đi bán. Nó đưa vàng nó cũng có đưa, nó không có đi bán nhưng nó chỉ bán một lần có ngay không 5 chỉ thôi. Rồi cái bắt đầu là đặt ví dụ như là mình bán mình đưa nó bán tiền đưa nó lận 20-30 triệu 30-40 triệu. Cái mùa dịch là một ngày cô bán 40-50 triệu á, đúng mùa rồi. Dịch á đúng đúng rồi cô bán 40-50 triệu mà cô bán được cả 2 năm trời là nó ăn nó tóm cô biết rồi luôn tiền. Cô bán một ngày 100 ký cá mà đâu 100 ký cá một ngày, 100 ký cá một ngày đó. Ngày cái tập quá cô không có chỗ ngồi đâu, cô tới ngoài đường đi nửa lộ luôn. Người ta mua nhiều vậy hả? Ở khu này ở khu ở khu này người ta có biết là cô buôn bán đắt hàng không? Sao không biết, bây giờ tàn mạc gì ai ta cũng biết hết trơn luôn, nhưng mà người ta nói là như vậy là ngày giữa mình với nó không có không thú không thơ. Thành thử có làm không được chứ nếu không là nó thiệt không anh. Rồi. Thế bây giờ này, hiện nay là thanh niên này rời xa cô lâu chưa? 2 tháng. Hai tháng này. Tét cái giò này. Sao quấn? Thì cô nói vụ tiền bạc cô hỏi nó sao mất hết, nó quấn cô nè, tét cái giò. Tét cái môi nè, tự nó tét lên máu chảy đỏ trơn đỏ ngực của chân nè. Trời ơi. Quấn cô mà đè cô xuống cạc tủ này. Cô. Sao hàng xóm không ca này? Sáng đóng cửa là sao con cô đâu? Con quấn lộn không có dòm tới nữa nó bỏ mà. Tại nó không cho ở. Sao con không thương à? Nó không cho ở mà ở là nó không dòm. Nhưng mà bây giờ mẹ không ở nữa rồi mày cứu mẹ chứ. Ừ, cô nói gì tới. Thế là ngày xưa cô sống cùng với cái thanh niên trẻ tuổi này hơn là con không đồng ý đúng không? Không, không nào đồng ý. Con cử lắm hả? Ừ, con nói là sao? Đây. Con cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Con cô lớn hơn nó 1 tuổi. Là bao nhiêu? Sinh năm 85. 86. 85. 85, trời ơi. Mà con cô nha, với mấy đứa cháu đứa này em dâu em ghẻ rồi xúm vào đây nè. Quýnh ổng cái bằng đó. Tối ông ngủ trong phòng mà khác ở ngoài. Là quýnh ai? Quýnh ông này nè. Quýnh thằng này hả? Ừ. Quýnh thằng phi công này. Ừ, không cho nó vô phòng nhà. Mà sao vẫn vợ mà sao? Nó trốn, nó chung vô tôi chửng nó. Bây giờ hiện nay là lùng quanh hàng xóm khu nhà trọ này là nhà có ai, người có người nhà cô đây không? Không có người nhà ở đây. Giờ đi đâu hết rồi? Có nhỏ con gái mà nhỏ con gái đi làm ti rồi. Mấy giờ về? Mà lần 10 giờ gì à? 10 giờ, con gái cô nhiêu tuổi rồi? Tới 10 giờ là bảo đặt tóm nó được liền. Phải không? Bảo bây giờ anh em đang trình. Đang trình căn, tôi đang căn. Thế bây giờ mình ngồi trong nhà thôi. Bây giờ hiện tại là mấy giờ rồi? Bây giờ là 20, bây giờ là 21 giờ rồi. Bây giờ 21, 21. Rồi bây giờ nhưng mà bây giờ bắt nó thì cô có tán hoạt không? Tán. Tán mấy cái? Tán mấy cái cũng tán. Rồi cô tán xong cô bảo nó làm sao? Bán đĩa mà em lừa gạt. Thứ cái đồ của mày chó má mày ăn rồi mày phản mày lường gạt tao. Lường cả tình lẫn tiền luôn, tao đâu có chịu. Mày khóc mày dãy như là cái chơi đập đầu đó. Vậy bạch cánh cửa bạch. Thánh thần nó bỏ cửa trời làng ơi. Xóm nghe được làm này. Trời đất quỷ dần làm như vậy đó. Là ai mà chửi thôi nhẹ. Là nào ta chửi mình không phải mình phải làm cho nó gõ. Lúc đó nó kêu là, không kêu là em yêu chị à. Ôi trời ơi em ơi mở cửa cho anh chết. Từ giờ anh chết anh sống nổi em ơi. Trời mày ơi tao khổ lắm rồi mày đừng đem theo tao nữa. Khổ gì. Rồi nó đeo vô, đeo hoài vậy đó. Mở chưa mở cửa ra là nó chọt vô. Cái cấp nó vô ở rồi nha. Cái bắt đầu chính vô là mấy đứa nó dí dữ lắm rồi. Mà ông chung vô cái kẹt tủ của lớn vậy. Mà ông chung cái kiếm, tủ kiếm đó nha. Mà không bể. Không biết ông quỷ gì vô trốn hả? Ừ. Cái kẹt cái tủ kiếm mà cái nhanh. Bị cái gì nó nhập vào. Ông vô bụng hầu chung đó mà không bể. Nhưng mà con cô uống nó là nào chưa? Hả? Con cô? Chưa. Sao con cô không uống một lần dạy cho bài học đi? Uống lần sao gặp nó trốn, lần sao gặp nó. Nhưng mà ngày trước đây nè, trước nó không đồng ý là quấn nó luôn chứ. Quấn nó mà không gặp nó trốn được thận lắm. Trốn về căn nó đi. Trời Phật gì, ông bà gì, biết độ nó nha. Chứ sao bữa nay nói gì, chứ nhà nó nồi cân cân nghe chăng. À, anh em căn từ tối giờ đây nè. Đấy, cô thấy không? Trời mưa gió căn từ tối giờ luôn. Còn nghe chú đó đó. Đấy. Ủa? Thế bây giờ là con cô là các con cô bây giờ có đồng ý cho anh em đi bắt không? À, đồng ý hết. Đồng ý bắt đúng không? Rồi, mẹ bắt làm gì mẹ làm con không quyết định mẹ cũng quyết định con không. Tao nói giờ tụi bay không binh tao đi làm tao đi kêu tao đi trình công an tao đi làm hết tất cả. Cái gì tao cũng làm hết trơn từ tôi kêu đồ tao bán đồ nhà hết. Hả tốn tiền tao bán sạch sẽ tủ bàn ghế trong cái thời gian mà 4 năm cô sống chung với thanh niên này thì có hạnh phúc không? Hả?
một năm đầu hạnh phúc, nhưng mà nói chung là lại gần nó cũng đòi hỏi mình ăn ở, nhưng kiểu mà cho nó ở một đêm phải 10 cái chứ. Trời đất quỷ thần ơi, má ơi. Nha, không mới đầu là không có đòi, bây giờ nó đòi vậy đó. Đêm 10 phát sao lắm? Tinh thần là tôi lỡ, tôi cái tôi cũng chết. Thế nó có làm cái là rung chân rung tay rồi. À, rồi sao mà sống nổi. Có làm được 10 cái lần nào chưa? Không, bằng 2 cái chưa có. Trời đất quỷ thần. Bây giờ nó đòi một đêm 10 cái hả? Kể hết cho nghe. Rồi cô kể đi. Bắt đầu nó quýnh rồi nè, nó quýnh bữa tét giò đi. Nó nói nay tao nói thiệt cho mày biết là cái đời của tao, giờ tao mặt tao gì đi xấu mày hả? Tao lường gạt mày, mày không biết hết trơn. Sao mày già mày ngu dữ vậy? Mày biết không? Tao lấy tiền của mày tao gửi tùm lum tà lá cho một mùa dịch một ngày tao gửi, tao lấy tiền của mày 1 triệu 1 triệu. Mà bây giờ trong tập quá mày còn cho tao gửi. Nói vậy. Bây giờ tao thôi mày. Thanh niên này. Sai một lời tôi chết thảm thiết, tôi ngồi ngay giữa đây. Thanh niên này nói chuyện mất dạy vậy hả? Tao nói cho mày biết bây giờ mày, tao nói gì mày chịu ở chịu thì thôi. Bây giờ tao nói mày, mày ở với mày nó cắt chết mẹ luôn nha. Mày không cho. Bây giờ một đêm tao bút mày 10 cái, mày không chịu thì thôi. Mà tôi nói hết cho mày nghe thật rõ luôn. Nhưng mà tao nói mày ở với tao, mày thấy cho tao muốn vú thôi, tao không cho. Trời đất quỷ thần ơi. Mà cái lộn mày phải giữa cộng đồng mạng tôi nói luôn. Mà tôi không có cho, tôi ghét lợi gần, cảm thấy như là nó hiếp dâm mình hay nó làm sao. Nè cái hình đó kìa, với tôi chụp kìa con nè. Đó. Rồi sống gì. Vậy là nhưng mà trước rồi. Chứ mà trước ngủ với nhau mình có ôm nhau bao giờ không? Hay là mỗi người góc? Không ôm. Nằm dự làm lẹp này luôn hả? Làm lẹp này luôn. Không. Cô làm mặt nào, cô nằm là khúc nào? Thì cô nằm như tí nằm gì thì cô xây đây hay nằm gì. Thế cô nằm hướng nào? Đầu các đầu quay đâu? Ở trong không? Sao ngủ đây mà ngủ trong? Không, thật cô không ngủ. Sao ngủ lại không ôm nhau? Hả? Không ôm. Trời đất trời, vậy là tội ha. Ừ, nó không có hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ tại lý do tại nhưng mà bây giờ cô phát hiện là thanh niên này nó lừa đảo cô lâu chưa? Cô phát hiện là nó lừa đảo cô nay cũng 3 năm. 3 năm sau ngày xưa mình không. Cô năm sau, nhưng mà cô chửi dữ lắm, hết sớm. Bây giờ lừa đảo tao lắm, bây giờ tao đuổi mày đi này nọ, cô chửi dữ thằng mình không đi. Nó làm thinh nó không đi đi. Xong kêu đi, con đi. Cô tán cho cái. Mấy đứa con cô nói vậy nè. Mẹ sống mày sao có tà đạo đức chứ. Con cô đồ nó sống đạo đức nó cái điệu giả như người ta thì tao cũng nó quấn chết á, biết không? Mày nghĩ thì sao mẹ? Con không cho rồi, mẹ cương quyết mà cho đem vô, bây giờ mẹ khổ thì tự mẹ chịu. Chứ giờ mẹ không có cầu cứu ai, chứ mẹ không kêu ai. Với hai nữa, giờ mẹ không có một thú một thơ nữa, mẹ nói chuyện ai. Nắm đầu quýnh chết mẹ thôi, kêu giang hồ đập đẩy giò nó thôi, chứ giờ cách nào để mà nói. Xong đuổi ra ngoài? Đuổi ra ngoài. Trời ơi. Trời ơi, tôi chữ dữ thật ấy, chắc da tôi rượt luôn, cũng không ra nữa. Quỷ tống cổ ra ngoài, lem dục đồ ra ngoài. Bữa nay ăn tiền rồi nó mới đi. Trời ơi, ăn hết rồi, ăn còn biết tắt không? Trời đất gì, ơi là trời. Cô thuê phòng này tháng nhiêu tiền? 2 triệu à. Mà cô đóng điện với nước luôn là tháng 3.8 triệu. Trời đất. 4 triệu khi 3.7 triệu. Bây giờ cô lấy gì trả? Đủ bán hàng đủ trả không? Đâu có tiền, giờ không còn cắt đồng nữa gì mà trả. Trời ơi, thế vậy là bị xù luôn à? Bữa cô đi qua bên công an cô đâu có tiền luôn. Cô cầm cái điện thoại. Trời đất ơi thương mày. Điện thoại 1 triệu cô đi. Bây giờ còn giờ còn tiền không? Giờ cô còn tiền không? Cô không còn đồng bạc. Rồi. Thế bây giờ thanh niên nào quay lại với cô đồng ý không? Không. Kỳ vậy? Cô biết thôi, cô sống thần thật, nghèo, bỏ vô nầu không khô quẹt ăn. Cô nói thiệt chứ trời Phật nó vô nở cô nha. Nặng thịt heo một lần chứ gử. Rồi. Nó lột ăn như nước mắm, lột ký rau muống, một chai. Cô nói thiệt không vậy? Hết sớm rồi đi. Một bữa. Ăn cả tháng cô, trời. Cô nói thiệt một bữa mà ăn ký giữa thịt. Một ký thịt. Trời đất ơi. Ăn ký thịt lột không chấm tôm ăn. Chấm ăn tôm. Cô chưa biết ăn nó thiệt được lột lát nữa. Cô thấy thịt cô sợ, cô ăn cơm một vàng nó tương quan nó kia, mua thịt thà mà chờ không cho cô mập. Rồi nó ăn cái hột vịt nó ăn lần luộc 10 trứng. Trời ơi. 10 trứng nó đánh gì nè con ăn, hột gà thì cũng 10 trứng ăn. Ăn cái heo vậy à? Mà tới giờ nó thiếu nợ là nó bỏ cô cái gánh 3 triệu. Mày nghĩ giờ kêu trời kêu ai sáng xuống dưới công an xã người ta. Rồi được rồi. Cái số tiền mà cái tên thanh niên tên phi công này lấy của cô thì cô có biết là nó dùng vào việc gì không? Cô nói cô không biết nó lấy nó dùng nó gửi. Cô thấy cô có cái giấy này nó gửi vô cái tên họ này nè. Họ gì đâu cô lấy đi. Họ gì đâu. Đây tên họ này. Trời ơi thương quá trời thương. Trời ơi. Con cô có sang đây thăm cô không? Con cái có thường xuyên đây thăm sang đây thăm không? Con gái cô hiếu nó thăm. Dạ con gái là sống với cô hay sống với ai? Nó sống mình nó ở chỗ phòng đầu nãy cô chỉ đó. Ổng ở đây, nó ở đây nè. Con gái cô đang ở đó luôn hả? Đó nó ở nhà với kia, giờ người ta lấy nhà lại, nó ở nó mướn. Sao hai mẹ con ở chung luôn? Không ở. Con gái cô có gia đình chưa, có chồng chưa? Có chồng, đứa con thôi rồi, nó khó khăn, nó kỹ càng, nó ở. Thủy tính nha. Ừ, nó mẹ sống rồi. Trời, nó thương rồi. Nhưng mà ông kể, nó gửi gì, cô gì, nó giữ điện thoại, quýnh cô đây, nó quýnh số đề nè. Trời. Ta đưa giấy cho cô nè. Quýnh số đề nhiều nhất là nhiêu tiền? 24 triệu 700 mấy chục ngàn nè, chị Hoàng nè, phải trả nợ nè. Để em đưa giấy tụi đó nè.
nó đi chơi đề mà nó bắt cô trả. Chủ tọa cái bàn số đề đầu đường đó đây nè, gửi nè công ty nè, nè Bùi Quỳnh Anh nè, gửi biết bao nhiêu nè, mà tôi chỉ ghi ra gì thôi, tôi lật tôi thấy, tôi dốt tôi thấy điện thoại tôi gật tôi thấy, trời ơi là trời. Nè, nó gửi nè ha, cái 80 triệu là 16 tin, 100 triệu nó gửi 13 tin, 40 triệu gửi 3 tin, 24 triệu 3 tin, 50 triệu tin còn tiền tài sản tôi. Nó chuyển tiền đi, chuyển tiền đi nè, lấy tiền của mình lấy cho cô chuyển đi nhé. Ừ, nó chuyển đi. Bùi Quỳnh Anh, cô bắt chính nó lợi. Bùi Quỳnh Anh nhận hàng về hay là bồ nó rồi, hay là vợ bồ đi, cô hay biết là vợ rồi. Cái nó đi, nó lấy đồ nó về cái nó thấy cô cầm cái điện thoại cái hơi lạnh đó, tôi ông lấy tiền tôi gửi quá trời buồn anh chạy là đập điện thoại cũng dục ban ngồi đường bánh điện thoại chân. Cố tình cái này nó cũng có hồn vậy hả? Phi tang luôn, phi tang. Phi tang chứng luôn, nhưng mà cô Mai cô ghi được gì nè. Cô hồn không có xét điện thoại của ổng. Cái bữa đó sao ông để xuống đi. Cái nghe nhỏ ông thì cái thằng này thằng chuột mà ông. Ừ, nó đợn tăng. Cái thì trong lên. Thời gian mà cô sống chung với người này á, cô gọi bằng anh hay là gọi bằng gì? Kêu ông Phong không à? Không, kêu tên hả? Ừ, không có kêu anh. Ừ. Tên Phong ha. Phong. Tên họ là gì cô? Họ Võ Hoài Phong. Võ Hoài Phong hả? Ờ. Nó nguyên, cái hình có thấy hình. Nguyên quán hình nguyên quán ở đâu cô? À, hả? Nguyên quán ở đâu? Nguyên ở Kiên Giang, An Giang. An Giang. Cô vô rồi. Cô cũng chẳng có nghĩ, cô cũng nghĩ như gia đình mà cô không nhờ người ta gạt mình. Nhưng mà cô là gặp đúng con quỷ rồi, con này con yêu tinh rồi. Đó. Rồi đây nè. Chuyên gọi là chuyên lừa bà già đó, rồi. Số đề nó quấn. Nhưng mà bây giờ con hỏi cô này. Cô để giấy rồi. Được rồi cô. Thì cô buôn bán tạp hóa như vậy thì cô lấy đâu ra số tiền mà lên tới hàng 3-4 tỷ đồng để cho cái tên phi công này? Cô có 1 triệu cho cậu tháng 10 triệu, cô mai quần áo tháng cô lại 20 triệu nữa. Mai quần áo tháng 20 triệu. Cô được 30 triệu. Tính góp lại. Cô quýnh, cô mua 1 tháng, cô mua cây vàng vậy đó. Mà bây giờ cô gom như... Bao nhiêu năm nay? Đợi ổng nói cho cô là tiền này của em đừng có làm gì hết. Em để dành cái tiền đô á. Nếu em có đau bệnh á, lấy 100 đô đi bán, em đi trị bệnh, bán trị bệnh. Hồi đó giờ đau là đi gì không à. Cô bán lấy 200 đô cơ, cô đi bệnh viện. Bây giờ đem ra nó nói ngon, nó ngọt, đưa nó đi làm vốn mùa dịch đó. Quá trời có Phật luôn, mà ai cũng lấy bán đắt dữ thằng, mà đồ dữ thằng nhiều luôn. Bán cái sợ, bán cái không thấy gì, nhưng cái mất cái chân. Rồi mất sạch rồi. Nghĩa cái nó teo chân. Lúc mà cô đưa tiền cho nó thì nó nói cô làm sao? Nó kêu đưa tiền để làm gì? Nó nói em mà đưa tiền lấy hàng em ơi. Cái là tiền đâu có đâu thôi nè, ông cầm 5 chỉ vàng đi bán, cái ông bán 5 chỉ vàng hồi lúc đó là 24 triệu, 23 triệu đó nha. Cái tôi nói thôi ông lấy ra đi, ông lấy hàng đi. Ờ, đi lấy hàng gì tôi thấy đấy có mấy cái gì đâu chứ, mà tôi dốt không biết, giờ khi lấy mấy này tôi bán tôi đâu biết giống giá đâu bán. Giờ bán ba cái đồ lặt vặt này lời được bao nhiêu không tiền mà kiếm được mấy tỷ nữa đâu. Mà cô, hết sạch rồi. Cứ tính như cái chai tạp hóa ra đi hết rồi. Nó nhiêu tiền cô đâu biết giá, nó lấy không mà cô đâu biết giá của bán. Tạp đá là tạp hóa này giờ béo thanh niên này, béo phi công này hết rồi. Ừ, nó lấy hết trơn hết trời. Nó lui gọi là ăn cả tình cả tiền luôn. Nó lấy cô sạch sẽ hết trơn luôn rồi, cái cô nói nè. Mà nó đã trứng lắm. Giờ không phải vô lần đâu, nó lấy rồi nó đã hành hạ cô lắm, chữ nó mắng cô lắm. Nó nói nè nha, thôi bữa nay ngủ riêng nha. Ngủ riêng, đừng ngủ chung nữa. Tao đâu có ngủ riêng với mày mấy tháng nay rồi, đâu ngủ chung đâu. 3 tháng rồi con ngủ riêng với nó. Là không được lắm. Cho nó lại gần. Nó này làm ham, dứt khoát không cho lại gần. Không cho ăn ở, không cho ngủ luôn. Kìa. Tự nhìn nó mắc ói quá. Trời. Nó gạt mình quá, mình gớm quá. Mình sống mình chân thật, mình đưa tiền cho nó ăn mà nó làm gì cô không đồng ý. Còn ngủ riêng. Vậy là 3 tháng rồi thanh niên kia là gọi là ngủ chay luôn. Ngủ ra nó mò vô cái đĩa mày ra đi. Mò đuổi. Ngủ trống ra đi, mày ra đi. Cô cũng đồng ý. Không đồng ý mà thanh niên nó không cố tình à cô? Cố tình nó vô luôn mà cô không. Có chèo không? Có chèo người không? Đeo ôm không hết, nó không có hung. Trời đất quỷ thần ơi. Tao quá trời. Thua luôn. Ừ. Thua. Tao không thích mày. Vậy bây giờ tí anh em bắt nhá. Ừ. Rồi. Cô bắt nó giùm cho cô nói nghe đây nè. Tôi cùng coi này nó lấy tôi. Bây giờ phương án bắt là bây giờ cô sẽ xử lý như sao để bây giờ bắt này. Bắt đánh cho mặt nó, đấm cho mặt nó, mình bắt được không chính. Rồi, bắt dính luôn, tí anh em bắt dính. Còn mà có bắt được đi không? Bắt. Bắt luôn à? Bắt. Bây giờ bắt luôn. Ừ. Anh em bắt giao công an nhá. Cô đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà bây giờ thanh niên này trả tiền cô là chắc hết tiền rồi. Con nghĩ là hết tiền là ăn hết rồi. Bây giờ cô nói nghe là ăn chung hết trơn, nó làm tè le hết. Tè le mẹ. Đây là 400 mấy chục triệu trả nhân dân bà con ta đây rồi. Cô tiền nào mà thiếu 400 mấy bà con nữa? Còn thiếu ta nữa. Cái kỳ vậy? Ừ. Thiếu chi vậy? Thiếu lấy nợ đồ này nọ đó. Trời tiền ơi. Tiền đồ đó. Thua luôn rồi. Chứ phải nhiêu tiền đó là không đâu. Vậy là cô lui hết thanh niên này luôn à? Sáng còn chụp ăn. Mẹ cô nói được không? Sáng còn xuống ăn cô nói nè. Nếu mẹ ông mong chữ nó. Thôi được rồi. Ấy thì tính. Ừ. Thôi đây đây nha mình đi. Thôi để từ từ. Cô cứ bình tĩnh anh em giúp. Cô lấy muốn lấy thuốc bột, cô uống hoài lấy thuốc bột. Gái cô nó quỳ gối nói mẹ ơi mẹ, cô là ai mẹ, gái.
gái lại cô luôn. Hết biết lại, mẹ tha đi mẹ ơi, mẹ còn sống thì con bằng con nuôi mẹ. Mình gắng mà làm sao mà có tiền mà đóng tiền nhà thôi, còn tiền ăn tiền uống đó mẹ. Sáng mấy ngày nay tôi đâu ăn nổi đâu. Sao ăn? Sáng đi mua hộp cơm đem về mẹ ơi ăn đi mẹ. Bây giờ có còn tài sản gì không? Ông còn giờ trắng tay rồi. Ông còn trắng tay còn là... gì đây? Cũng kêu người ta mời, cũng kêu người ta bán hết ba đồ đạc thì. Bán thì dần dần lấy gì sống? Chứ giờ con sao con sống? Bây giờ tiền nhà bỏ con 2 tháng rồi. Tiền nhà. Bây giờ thanh niên này không còn cái gì đâu. Bây giờ thì cô biết nó còn tiền. Còn không? Mà nó gửi chỗ khác. Giấu rồi. Giấu hết rồi. Ở kia nói cô vậy này nha mà cô không từng muốn gớt cái tim cô ra cũng nó nói cô ra. Thì chị em nói thiệt với chị nghe nha. Chị đừng có buồn, chị đừng có giận em. Em nói cho chị nghe. Em làm việc, em để ở với chồng của chị. Nhưng mà em thấy ông chồng chị cũng có ông bồ. Ông mua xe cho nó luôn. Ông mua xe cho nó, sắm vòng, sắm vàng cho nó luôn chị. Trời. Để em dẫn nó, chị xuống phòng đó được không? Nó nói không, tôi không có bắt. Mà tôi yêu cầu ông vợ lại kêu ông trả tiền thôi. Tôi không có ham mà kêu ông là ông ở tôi hay là tôi bắt ghen ông gì nữa hết. Tôi đã dứt khoát không ở nữa. Không có chân thật với mình. Bây giờ là giã từ luôn đúng không? Ông ở lại đâu? Còn đây thương cô quá à, đi à. Không bao giờ. Mà sao mình nhờ chứ? Cô khổ lắm thiệt. Sáng cô lặt ơi, buông ra rồi cũng xỉu à, hai cái vỏ đau này hỏi hết sớm mà đi. Lặt cho bằng hình thù cũng không có ra hình luôn. Thiệt luôn, ngón tay cô còi hết trời. Gái nó mẹ ơi qua mày bằng móng nó con cho tiền mẹ. Nó mới cho tiền bằng móng, không có tiền. Cô cho con hỏi này. Đấy, trước còn thanh niên này nó còn nhỏ vậy mà sao mình không kiếm người nào lớn tuổi mày sống nó chi vậy cũng kiếm cơ tuổi không có mà nó nằm trời ở gách nhà nằm hết đi cửa, nó kêu quan tới ai? Tạt cho nó gáo nước vào dội cho nó gáo nước vô liếm luôn mà nó lì lắm ni ô nó đeo cho bằng ô khác đuổi kêu quan tới có tiền á kêu quan tới xưa cô đeo tiền nó vàng nó vòng cổ đỏ nó thấy vậy thành tử nó đeo cho cô cái con vợ nó lên vợ nói vậy nha bà luôn vợ nó lên nói nè chị Hoàng ơi em báo với chị hay tin nghe hỏi gì ạ chị ngừa thằng Phong này nó thương chị đâu nó vô nó gạt chị lấy tiền rồi nó đi đó cái tôi hôm phòng vợ ông nói vậy có không đi vậy là vẫn còn vợ tên này thì vẫn còn vợ ông ở với con nhỏ đó ông vô ông ở đậu ông không có nhà cửa chân ông vô ông ở đậu với con nhỏ đó cái nhỏ đó nó cho ông ở đậu 6 tháng ông dẫn nhỏ lên em sống dẫn vợ ta đi đó thằng kia bắt được quýnh gần chết luôn trời ơi rồi mình ở vô năm gần năm rồi con vợ nó mới nói cho mình biết bồ chứ nó phải vợ ấy bồ đó thì cặp ở vậy đó thôi được rồi bây giờ anh em đến giờ rồi bây giờ là 22 giờ đêm rồi 10 giờ đêm rồi đi bây giờ anh em lên đường nhé đi lên đường thôi lên đường bắt họ lên đường lên đường nhớ nó xem cái video coi này lên đường đi đấy cô lấy này cho mình coi đâu cái gì nữa lấy đồ đồ quá trời đồ luôn trời cô vô đừng coi thử nè nè đồ cô nè đây cô bay quần áo cô để nè đóng luôn nè trời ơi quá trời đồ luôn tội quá hả bắt đúng không rồi đó anh em bắt đầu đi bắt phi công các bạn bắt đầu đi bắt phi công nhé đấy quả phi công tại Tràng Bom Đồng Nai luôn anh em đang cầm là bắt phi công các bạn phi công sinh năm 1986 còn là cô là sinh năm 68 các bạn phi công này ăn rất nhiều tiền của hàng mấy tỷ đồng của cô đến giờ phút này còn đánh đập cô dã man luôn anh em đang cầm để cầm phi công này về tóm cổ luôn đó nó vào đấy đi rồi thôi đi ra ngoài nó trốn rồi thôi đi ra ngoài đi ra ngoài đó đâu cô đi đây